Kính thưa quý khán giả, kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine có viển vông không? Đây chính là tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động Kinh tế Góc nhìn chuyên gia hôm nay. Bên cạnh đó, bản tin còn có các thông tin nổi bật khác. Cuộc đua Tổng thống Mỹ nóng lên từng ngày. Nga-Iran họp thượng đỉnh. Cuba nộp đơn xin gia nhập BRICS. Nobel Hòa bình 2024 vinh danh nỗ lực phản đối vũ khí hạt nhân. Mở đầu là tiêu điểm. Thưa quý khán giả, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã trình bày kế hoạch chiến thắng với các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Ý, cũng như những người đứng đầu sắp tới của NATO, khi ông tìm cách huy động sự ủng hộ về mặt quân sự để đưa mình vào vị thế có thể tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn hoài nghi về tính khả thi của kế hoạch này, bởi lẽ kế hoạch này thiếu định nghĩa thực tế về chiến thắng và chiến lược khả thi để đạt được chiến thắng. Kế hoạch của Tổng thống Zelensky không khác nhiều với lời kêu gọi ông đã lặp lại nhiều lần trong hơn 2 năm, đó là thêm vũ khí của Mỹ và châu Âu, đồng thời bật đèn xanh cho việc phóng tên lửa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Theo tờ Wall Street Journal, kế hoạch này thiếu một chiến lược toàn diện để giành chiến thắng, khiến các quan chức cấp cao của Mỹ và châu Âu không mấy ấn tượng. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New Yorker, ông Zelensky thừa nhận rằng không có thay đổi nào trong suy nghĩ về chiến thắng hoàn toàn cho Ukraine. Tổng thống Zelensky mong muốn chiến thắng công bằng, mà ông định nghĩa là giành lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine từ Nga, bao gồm cả Crimea và con đường để Kiev gia nhập NATO. Tuy nhiên, Nga đã sáp nhập Crimea trong một thập niên, trong khi việc Ukraine gia nhập NATO từ lâu đã là lằn ranh đỏ của Nga. Theo giới quan sát, kế hoạch của ông Zelensky chưa chú ý đến thực địa chiến trường. Nga đã có những bước tiến dần dần đều ở tiền tuyến. Sau khi giành quyền kiểm soát thị trấn khai thác than phía đông Yugoda ngày 9 tháng 10, lực lượng Nga đang tiến sâu hơn vào Borodok. Việc chiếm giữ Borodok sẽ mang lại cho Nga lợi thế chiến lược trong việc kiểm soát phần còn lại của Donbass. Bởi Borodok vốn là thành phố kết nối 7 tuyến đường bộ và đường sắt khác nhau. Do đó, quân đội Ukraine đã tận dụng Borodok để tiếp tế cho lực lượng. Trong khi đó, tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga đã bắn phá dữ dội Kiev trong suốt tháng 9. Như vậy, việc đảo ngược tình hình hiện tại là một nhiệm vụ khó khăn đối với Ukraine. Tình báo Mỹ cũng thừa nhận trong một báo cáo gần đây trên tờ New York Times rằng ngay cả khi Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công các mục tiêu quân sự sâu bên trong nước Nga, thì điều đó cũng không thay đổi quỹ đạo của xung đột theo cách cơ bản. Nga hoàn toàn vượt trội Ukraine nếu xét về kinh tế quốc phòng. Hiện số lượng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân cung cấp cho Ukraine là không đủ để thực hiện nhiệm vụ, bởi cả Mỹ và châu Âu đều không có năng lực sản xuất để nhanh chóng tăng cường kho vũ khí đang cạn kiệt của họ. Theo Nghị viện châu Âu, GDP của Ukraine đã giảm gần 30% vào năm 2022 do hậu quả của xung đột với Nga. Trong khi doanh thu thuế của Ukraine giảm, tổng chi tiêu của nước này đã tăng 270% từ năm 2021 đến năm 2023. Với chi tiêu quốc phòng và an ninh tăng mạnh, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tính toán rằng nếu Ukraine xung đột kéo dài thêm một năm sau năm 2024, mức nợ công của nước này hiện ở mốc gần 100% sẽ vươn lên gần 140% GDP. Trong những năm tới, Ukraine sẽ tiếp tục phụ thuộc vào hỗ trợ tài chính bên ngoài. Trong khi đó, Nga đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên tới 7,5% GDP. Các quan chức phương Tây và ông Zelensky tin rằng cuộc xung đột với Nga đang ở thời điểm quan trọng. Với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chỉ còn chưa đầy một tháng nữa và mùa đông sắp đến ở Ukraine trong bối cảnh Nga tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng, nhà lãnh đạo Ukraine mong muốn phương Tây hỗ trợ thêm để cố gắng thay đổi cán cân trên chiến trường. Ông Zelensky trước đó đã có cuộc hội đàm với người đứng đầu NATO Mark Rutte và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Họ đã thảo luận về việc liệu Ukraine có thể sử dụng tên lửa phương Tây chống lại các mục tiêu ở Nga hay không. Ông Zelensky đã thúc đẩy Mỹ và Anh tham gia cùng Pháp trong việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do các đồng minh tặng để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Ông Rutte cho biết đã thảo luận về vấn đề này, nhưng cuối cùng thì quyết định vẫn phụ thuộc vào từng đồng minh.
Người phát ngôn của Thủ tướng Starmer thì cho biết không có thay đổi nào trong lập trường của chính phủ Anh về việc sử dụng tên lửa tầm xa. Nga trước đây đã nói rằng họ sẽ đáp trả nếu các nước phương Tây cho phép Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa của họ. Tổng thống Vladimir Putin đã nói vào tháng trước rằng một quyết định như vậy có nghĩa là các nước NATO đang trực tiếp chiến đấu với Nga và rằng bản chất của cuộc xung đột này sẽ thay đổi. Chuyển sang các thông tin nổi bật khác. Thưa quý khán giả, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm ngày 10 tháng 10 đã xuất hiện tại một buổi vận động tranh cử cho bà Kamala Harris ở bang chiến địa Pennsylvania. Buổi vận động tranh cử diễn ra trong khuôn viên trường đại học Pittsburgh và là sự kiện đầu tiên trong chuỗi sự kiện ông Barack Obama dự định tổ chức tại các bang chiến trường trong những tuần tới. Cựu Tổng thống Mỹ chỉ trích ứng cử viên đảng Cộng Hòa chỉ quan tâm đến cái tôi và tiền bạc của bản thân, trong khi nhấn mạnh đương kim phó tổng thống Kamala Harris sinh ra và lớn lên ở tầng lớp trung lưu và tin vào các giá trị của người Mỹ. Ông cũng ca ngợi những kế hoạch cụ thể về nhà ở và thuế của nữ ứng viên đảng Dân Chủ. Trong bối cảnh chiến dịch của bà Harris gặp khó khăn khi thu hút cử tri nam, ông Obama nhắm riêng tới nhóm này bằng cách nhấn mạnh một số người chấp nhận hành vi của ông Trump bởi họ coi đó là dấu hiệu của quyền lực. Ông nói rằng ông ở đây để khẳng định đây không phải là quyền lực và sức mạnh thực sự. Ông Obama không phải là cựu tổng thống duy nhất tham gia vào chiến dịch vận động tranh cử của bà Harris. Ông Bill Clinton dự kiến dừng chân tại Georgia vào hôm 13 tháng 10 và 14 tháng 10, sau đó đến North Carolina vào cuối tuần nhằm tiếp cận cử tri vùng nông thôn. Theo khảo sát, bà Harris và ông Trump đang bám đuổi rất sát sao và chiến thắng tại Pennsylvania có thể là chìa khóa quan trọng mở đường vào Nhà Trắng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp người đồng cấp Iran vào hôm 11 tháng 10, ngay vào thời điểm Tehran bị nghi ngờ đang cung cấp vũ khí cho cuộc chiến của Moscow ở Ukraine và mối lo ngại đang gia tăng về các cuộc tấn công leo thang giữa Israel và Iran cùng các đồng minh quân sự của nước này. Ông Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã thảo luận về tình hình Trung Đông bên lề một diễn đàn quốc tế tại thủ đô Ashgabat của Turkmenistan. Hai bên đã ký một thỏa thuận trị giá 1,2 tỷ bảng Anh để Iran xuất khẩu máy bay không người lái sang Nga sau khi ông Putin cho quân xâm nhập Ukraine vào năm 2022. Mỹ cũng tin rằng nước này đã chuyển giao tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Trong cuộc gặp giữa hai tổng thống, ông Putin nói với ông Pezeshkian rằng lập trường của Moscow và Tehran về các sự kiện quốc tế thường rất giống nhau. Ông cũng mời nhà lãnh đạo Iran đến thăm Nga và ông Pezeshkian đã chấp nhận. Phát biểu vào ngày 11 tháng 10 khi diễn đàn khai mạc, ông Putin cho biết ông muốn tạo ra một trật tự thế giới mới gồm các đồng minh của Moscow để chống lại phương Tây. Hội nghị có sự tham dự của các nhà lãnh đạo khu vực khác, bao gồm Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và các nhà lãnh đạo của các quốc gia Trung Á khác là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Ông Putin cũng dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Turkmenistan Sadir Berdimuhamedov. Vụ trưởng phụ trách các vấn đề song phương của Bộ Ngoại giao Cuba, Carlos Miguel Pereira, vừa thông báo đảo quốc Caribe này đã xin gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS với tư cách là một quốc gia đối tác. Trước đó, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Barilla đã khẳng định quyết tâm của nước này trong việc tăng cường mối quan hệ với BRICS. BRICS đã trải qua hai đợt mở rộng kể từ khi thành lập vào năm 2006. Năm 2011, Nam Phi đã gia nhập cùng với các thành viên ban đầu là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Vào tháng 8 năm 2023, thêm 6 quốc gia nữa gồm Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và UAE đã được mời gia nhập. Tuy nhiên, Argentina đã từ chối gia nhập vào cuối tháng 12 năm 2023, trong khi các quốc gia còn lại, trừ Ả Rập Xê Út, đã trở thành thành viên chính thức vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Nga giữ chức chủ tịch luân phiên của nhóm trong năm nay và sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS tại thành phố Kazan từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 tới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cho biết 34 quốc gia đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia BRICS với các hình thức khác nhau. BRICS là một tổ chức quốc tế bao gồm các nước thành viên như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út, UAE. Các quốc gia thuộc khối BRICS chiếm 30% diện tích và 45% dân số trên toàn thế giới. Giải Nobel Hòa bình 2024 được trao trong bối cảnh đáng báo động ngày nay, khi điều cấm kỵ chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân đang bị đe dọa. Các cường quốc hạt nhân đang hiện đại hóa và nâng cấp kho vũ khí của họ. Các quốc gia mới dường như đang chuẩn bị sở hữu vũ khí hạt nhân và đang có những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngày 11 tháng 10, Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình 2024 cho tổ chức Nihon Hidakyo của Nhật Bản. Theo Ủy ban, Nihon Hidakyo nhận giải thưởng hòa bình vì những nỗ lực hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân và vì đã chứng minh thông qua lời khai của nhân chứng rằng vũ khí hạt nhân không bao giờ được phép sử dụng nữa. Phát biểu về giải thưởng hòa bình, người đứng đầu tổ chức Nihon Hidakyo, ông Toshiyuki Mimaki, cho biết việc có thể kêu gọi thế giới xóa bỏ vũ khí hạt nhân sẽ là một động thái to lớn. Ông nói thêm rằng vũ khí hạt nhân chắc chắn phải bị xóa bỏ. Giải Nobel Hòa bình trị giá 11 triệu euro Thụy Điển hay khoảng 1 triệu đô la Mỹ dự kiến sẽ được trao tại Oslo vào ngày 10 tháng 12, đúng vào ngày mất của nhà công nghiệp người Thụy Điển Alfred Nobel, người sáng lập giải thưởng trong di chúc của ông vào năm 1895. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.